Ở video trước thì mình đã có một màn đập hộp cho mọi người xem là bên trong của chiếc hộp iPhone 12 này đó thực sự là có những thứ gì. Nó có giống với những gì mà những reviewer khác đập hộp khi mà nó được đưa về ở Việt Nam, khi mà hoặc là nó ở nước ngoài hay không. Thì ở video trước thì mình cũng cũng đã có một màn đập hộp chiếc iPhone 12 này để xem rằng là ở những phiên bản quốc tế và ở phiên bản mà được nhập khẩu và phát ship về nước mình thì nó có gì khác nhau hay không. Và thực sự là khi mở chiếc hộp ra thì mình cũng cảm giác là hồi hộp và có một phần gì đó là nó vui sướng vì là một trong những người đầu tiên trên tay chiếc iPhone 12 này. Nhưng mà đó chỉ là video đập hộp thôi. Chính vì vậy trong video đó mình không có nói gì nhiều về phần bên ngoài của chiếc iPhone 12 này quá nhiều. Nhưng mà ở video hôm nay thì mình sẽ quyết định đem đến cho mọi người một video về trải nghiệm ngoại hình của chiếc iPhone 12. Và để cho nó khách quan hơn thì mình sẽ so sánh nó với lại chiếc iPhone 6 Plus. Mặc dù nó hơi khập khiễng nhưng mà vô video nè. With Viet Channel. Đây, và trên tay mình là hai chiếc máy mà mình sẽ có ý định so sánh ở trong video này. Mình nhấn mạnh là mình trong video này sẽ chỉ nói về phần trải nghiệm ngoại hình của chiếc iPhone 12 so với chiếc iPhone 12 6X Plus này thôi. Thì về mặt cấu trúc và bề ngoài, mọi người nhìn sơ qua thì có lẽ là mình hơi khập khiễng khi mà so sánh như thế này. Nhưng mà chiếc 6X Plus nó có màn hình mỏng và nó dẹp hơn là chiếc iPhone 12. Vì iPhone 12 là theo khuôn kiểu hình vuông và nó dạng nó hơi bị dày vì nó dựa theo những thiết kế của iPhone nhiều năm trước là sử dụng cái kiểu thiết kế này. Nên mình cảm giác là nếu cho mình cảm giác thích thì có lẽ mình vẫn thích trên những chiếc iPhone dẹp này, như iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 hoặc là thậm chí cả đến iPhone 11. Nói đi thì cũng phải nói lại là đời iPhone 12 mà nó có kiểu dáng như thế này thì sẽ khiến cho mọi người cái cảm giác cầm nắm nó sẽ tốt hơn là trên một chiếc điện thoại dẹp như thế này. Đó. Còn về cụm camera thì lại vừa là so sánh khác biệt khác, khi mà iPhone 6 thì nó sẽ chỉ có một camera đơn như thế này thôi. Còn iPhone 12 sẽ có cụm camera đôi, một camera rộng và một camera siêu rộng, đều là 12 megapixel. Còn về các nút bấm ở trên iPhone 12 thì nó sẽ có phần thiết kế giống với lại chiếc iPhone 11 hơn, khi mà nút nguồn của nó cũng đã dài hơn rất là nhiều so với lại nút nguồn của chiếc iPhone 6 S Plus này rồi. Còn về các nút bấm cơ học khác thì iPhone 6 S Plus thì nó sẽ là có phần dẹt hơn so với lại trên chiếc iPhone 12. Nó có phần vuông vức và nó có phần hơi, có thể gọi là hơi thô ra một tí. Nhưng mà đối với mình thì mình đã thích những cái phần nút bấm ở trên chiếc iPhone 12 hơn. Còn về phát hiện các cổng kết nối và phần loa ở phần bên dưới thì trên iPhone 6 thì nó vẫn còn cho mình jack cắm tai nghe 3.5mm, còn trên iPhone đời mới nhất thì nó đã không còn nữa rồi. Thì đây là có lẽ một sự thay đổi của công nghệ và thời đại thôi. Thì đương nhiên là jack cắm tai nghe 3.5 trên chiếc iPhone 6 S Plus những đời như thế này thì nó sẽ có một sự tiện lợi nhất định cho những người mà có sử dụng tai nghe có dây. Còn nếu bây giờ hoặc là mọi người, hầu như bây giờ mọi người có lẽ cũng sẽ sử dụng tai nghe không dây rồi, nên cho dù là có chắc tai nghe 3.5 hay không thì nó cũng không thực sự là quá quan trọng, đúng không? Điểm nhấn ở đây có lẽ là về phần giải loa ngoài của chiếc iPhone 12. Giờ thì nó đã làm phần loa ngoài
nó sẽ chia làm hai mảng, chứ không còn là một giải ra ngoài như trên chiếc 6S Plus nữa không. Còn về phần mà micro để thu âm giọng nói khi mà mọi người nói chuyện mà dùng để gọi điện thoại á, thì cái phần mic trong này, mic ngoài này của iPhone 12 này sẽ nó có phần dẹp hơn và ngắn hơn. Mình không biết là công nghệ hiện đại thì có khiến cho cái việc mà thiết kế ngắn của chiếc của iPhone 12, cái phần mic này thì nó có bị giảm hiệu năng hay không, nhưng mà theo mình thấy thì có lẽ là nó sẽ không giảm hiệu năng của mọi người đâu. Còn về cụm camera trước của hai chiếc điện thoại thì mình cảm thấy là ngoài vị trí đặt camera là về iPhone 6S Plus thì nó đặt ở bên trái, còn camera trước của iPhone 12 thì nó đặt ở bên phải, thì mình cảm nhận được là cái phần khẩu độ và cái phần ống kính của iPhone 12 thì có lẽ là nó xịn hơn. Đúng là xịn hơn thật, vì nó có cái phần bên ngoài nó có một cái lớp kính mỏng bên trong, mình không biết nó thế nào nhưng mà nó sẽ xịn hơn đấy. Đó. Còn về khi mà trải nghiệm màn hình thì về chiếc iPhone 12 này thì mình cảm thấy rằng rõ sức mạnh của màn hình Super AMOLED của trên iPhone 12 so với lại màn hình LCD bình thường trên chiếc 6S Plus. Đúng thật, nó cho một điểm tựa màu sắc nó khác bọc hoàn toàn so với lại trên 6S Plus này. Các chi tiết trên ô ứng dụng làm cũng được màu sắc hơn khi mà màu sắc ở trên màn hình Super AMOLED của iPhone 12 thì nó đã tái tạo đúng màu sắc cũng như là độ tương phản so với lại cháu của mình là 6S Plus. Tuy nhiên, khác với lại là mọi người tưởng tượng là tuy rằng là kích thước của chiếc 6S Plus này nó có phần lớn khổ hơn là ông nội mình là iPhone 12, thì cái phần màn hình của iPhone 12 thì nó lại làm được làm sát so với lại phần khuôn của chiếc điện thoại. Chính vậy nên phần màn hình của chiếc iPhone 12 nó lại to hơn và sử dụng thoải mái hơn là trên chiếc 6S Plus. Và mình cảm thấy là đúng là không phải là cái gì nhìn bề ngoài thì nó đều như thế. Và qua đó là những gì của mình so sánh về hai chiếc điện thoại iPhone 12 mới ra và chiếc 6S Plus ra đời khoảng 5 năm trước. Đương nhiên là mình không nói rằng là cái phần hiệu năng của chiếc 6S Plus này nó không thể so được với lại chiếc iPhone 12, mình không nói điều đó. Mặc dù đúng là nó có phần ép vế hơn, mặc dù là iPhone 12 có cái phần màn hình nó gọi là hơn hẳn so với lại iPhone 6, cũng như là phần trải nghiệm chầm nắm của nó cũng đã rất là chắc chắn hơn so với lại hình dạng dẹp của chiếc 6S Plus này. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chiếc 6S Plus này nó vẫn là một chiếc điện thoại đáng để sử dụng khi mà hiện giờ thì nó vẫn được cập nhật lên iOS 14. Và cho những bạn nữ mà thích cái độ mà gọi là thẩm mỹ thì có lẽ chiếc 6S Plus vẫn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Nếu mọi người có bất cứ thắc mắc gì về chiếc iPhone 12 hoặc là những đời khác của iPhone thì mọi người đều có thể đến cửa hàng Bạch Long Mobile với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà sở hữu cho mình những chiếc dòng iPhone để sử dụng. Mọi người nếu thích mình thì có thể đến đó để mà ủng hộ mình bằng một cách gián tiếp vào đó. Và video mình so sánh giữa chiếc 6S Plus và chiếc iPhone 12 đời mới nhất của nhà Apple đến đây đã kết thúc. Nếu mà mọi người cảm thấy rằng iPhone 12 là một chiếc iPhone có ngoại hình đáng để mua thì hãy bấm vào nút like và tiện thể bấm vào nút subscribe để bọn mình có thêm nhiều động lực để làm những video mới hơn cho mọi người và cũng đem đến cho mọi người những trải nghiệm tốt nhất về những dòng sản phẩm điện thoại. Nếu mọi người coi xong video thấy hay và cảm thấy rằng những quan điểm của mình có phần nào đó đúng với mọi người thì hãy bấm vào nút like và nút subscribe để có thể tương tác với bọn mình để bọn mình có thể làm thêm những video cập nhật.